Hôm nay phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt phối hợp với quận đoàn 1 tổ chức cái chương trình điểm chia sẻ yêu thương, trao 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 1, nhằm mục đích là chia sẻ và hỗ trợ cho bà con trong thời điểm mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Để tránh tụ tập đông người thì đoàn phòng có phối hợp với quận đoàn 1 tổ chức phát phiếu và chia theo từng đợt, cứ mỗi nửa tiếng là 10 phần để đảm bảo tránh việc tụ tập đông người, cho công tác phòng chống dịch nó tốt hơn. Đối tượng là chấm chọn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thật sự, những gia đình mà bán vé số cũng như là người già neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn của quận. Hiện chúng tôi đã phát được 200 phần. Ngoài có hoạt động năm nay và hoạt động ngày hôm nay á, thì đối với sắp tới, trong ngày sắp tới thì đoàn phường sẽ tiếp tục phối hợp với bên đoàn phòng giao thông mình để thực hiện tiếp những cái chương trình nó gắn liền với cái việc chăm lo đời sống cũng như là chăm lo về vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, cũng như là phát huy được cái tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tại hai đơn vị. Cũng nói là cô cũng rất cảm ơn. Bây giờ cho phần này cũng là cô cũng cảm ơn ổng về cơm nước rồi ăn. Tôi rất là xúc động khi mà nhận được cái phần quà trong cái thời gian khó khăn này. Thì lời chia sẻ thì tôi cũng xin cảm ơn và xin động viên tinh thần của mấy anh chị em làm ở trong ban chấp hành đoàn phường á. Tôi làm nghề điện mà. Thành ra là làm có mối nào cái mình để dành đó, mình để cài. Rất vui được sự giúp đỡ của chính quyền. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.